Thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường cuối năm 2020 và trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, từ tháng 12 năm 2020 đến hết tháng 2 năm 2021, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra 106 vụ sản xuất kinh doanh, vận chuyển dịch vụ thương mại hàng hóa, tổng số tiền phạt thu nộp ngân sách nhà nước trên 131 triệu đồng. Kiểm tra theo kế hoạch 95 vụ và đột xuất phối hợp xử lý 11 vụ. Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 60 vụ, tịch thu 147 chiếc máy hút thuốc lá điện tử, 36 lọ tinh dầu và trên 1.000 đôi giày trẻ em, buộc tiêu hủy nhiều loại hàng hóa vi phạm vệ sinh an toàn, chất lượng. Các hành vi vi phạm bị xử lý chủ yếu là kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng cấm, hàng hóa quá hạn sử dụng. Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính, lực lượng quản lý thị trường tỉnh cũng đẩy mạnh kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trong kinh doanh đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.